Phấn tét son cho con cọp anh chị ha, xịt cho nó bóng lên. Mấy chục ngàn cái chậu hoa như thế này với 80 loại hoa, và các chị công nhân đang bắt đầu sắp xếp hoa lên xe chở đi và ghép nó thành những cái hình. Một số anh phóng viên, các nhà đài đang coi. Ta bắt đầu xé bao ni lông ra. Rớt xuống rồi. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Phía trước cô bác anh chị đang thấy đây là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay, tòa đồ chánh năm xưa, với những cái chậu hoa được trang trí phía trước, với những cái hình ảnh này. Hy vọng những cái ngày cuối năm gửi đến cô bác anh chị một chút những cái cảm xúc xuân sắp về. Bây giờ là 2 giờ chiều ngày 28 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 26 âm lịch thưa anh chị. Các đường hoa, các cái hội hoa xuân ở Sài Gòn đã mở hết rồi. Nhưng mà vẫn còn một cái đường hoa rất là lớn nơi em đang đứng đây, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hôm nay là ngày cuối cùng chuẩn bị cho cái công tác sắp xếp thiết kế như thế nào cho nó đẹp, cho nó hoành tráng để đón Tết Nhâm Dần 2022. Ngày mai vào lúc 19 giờ tối ngày 29 tháng 1 năm 2022, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức mở cửa thưa anh chị. Và trước cái giờ mở cửa, em cũng muốn mời cô bác anh chị nhìn lại một số những cái hình ảnh. Dòng xe đang chạy về chợ Bến Thành. Không khí Sài Gòn những cái ngày này rất là nhộn nhịp thưa anh chị. Bây giờ em sẽ mời cô bác anh chị cùng với em lang thang từ tòa đô chánh đây. Chúng ta đi về hướng bến Bạch Đằng. Và nhân dịp xuân về, xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn tràn đầy niềm vui, tràn đầy niềm hạnh phúc ấm áp trong một cái năm mới. Và chúng ta tiễn cái năm cũ, cũng như tiễn luôn cái con Covid, nó đi khỏi Sài Gòn cũng như khỏi tất cả các nước. Tất nhiên là mình hy vọng và mong ước thôi anh chị. Còn mà em nghĩ có lẽ là sẽ phải sống chung với nó lâu dài. Em đang đứng chính giữa hướng phố đi bộ nhìn về bến Bạch Đằng đây thưa anh chị. Hôm nay có tổ chức cái lễ tưởng niệm, có các cấp lãnh đạo Sài Gòn đó đang đứng ở chính giữa rồi đọc cái gì đó thì em cũng không biết. Rồi em mời cô bác anh chị cùng lang thang với em trong buổi chiều ngày hôm nay, nhìn lại những cái hình ảnh trước cái giờ mở cửa. Và ngày mai chắc chắn rồi em cũng sẽ đi ra đây để cập nhật những cái hình ảnh mới nhất về đường hoa Nguyễn Huệ gửi đến anh chị. Đây những cái cột sắt người ta đang làm chuẩn bị cho nó xong. Năm nay thì tất cả các cái đường hoa, các cái hội hoa thì chúng ta phải mang khẩu trang thưa anh chị, kể cả là chụp hình hay như thế nào đó. Bên trong có rất là nhiều cái chậu mai đây thưa anh chị. Đó, đang có những cái giây phút mặc niệm đó. Năm nay chúng ta rất là nhiều cái lễ mặc niệm, đặc biệt là dành cho những người thân, những người đã không may mắn trong cái đợt đại dịch này. Và về đây thì vẫn cứ muốn ly camera thật là chậm để cô bác anh chị ôn lại những cái kỷ niệm, cũng như một chút nào đó cái không khí xuân về ở cái đường hoa lớn nhất Sài Gòn này. Bây giờ thì chúng ta có như là đường hoa Phú Mỹ Hưng cũng đã mở rồi anh chị. Rồi hội hoa xuân công viên Tao Đàn cũng mở rồi. Và phố Ông Đồ thì cũng lâu rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đón cái
đường hoa Nguyễn Huệ này. Giây phút mặc niệm đã xong, làm lễ thưa anh chị, chụp hình ha. Bây giờ thì các bạn trẻ cũng bắt đầu đi chụp hình những cái dàn âm thanh, dàn loa. Năm nay năm con cọp, và tất nhiên con cọp hình như cũng khó làm anh chị. Mỗi nơi làm con cọp một kiểu khác nhau, có con thì nhìn hung dữ, có con nhìn rất là yểu điệu thục nữ. Rồi bây giờ thì em và anh chị cùng lang thang hướng này, chúng ta tới cái bùng binh cây liễu, ngay cái bồn kèn đây anh chị. Ngay vị trí này, công viên Lam Sơn, nhìn qua trái anh chị sẽ thấy nhà hát lớn ngày xưa, đó chính là Hạ Viện. Và những cái hình ảnh của đường hoa bây giờ bắt đầu hoàn thiện rồi anh chị, hoàn thiện rồi. Em sẽ đứng ngay cái vị trí chính giữa cái bùng binh này để anh chị nhìn ngắm cái cảnh vật ở đây. Đây là khách sạn Red, cũng như nhìn thẳng về tòa Đô Chánh thưa anh chị. Hướng này về nhà hát lớn, nơi có con đường đồng khởi năm xưa là Tự Do, với công viên Lam Sơn. Ngày hôm nay thì người ta đang rào chắn lại, công viên tạm ngưng hoạt động. Nhìn từ đây anh chị có thể thấy những người công nhân đó, họ đang tất bật để chuẩn bị cho cái đường hoa. Ở đây thì bây giờ người ta cũng đã rào lại rồi anh chị, ngay Lê Lợi đây, đường đại lộ Lê Lợi đây, người ta cũng đã rào lại rồi. Đó, và ở xa xa kia anh chị sẽ thấy cái ga ngầm của tuyến metro. Hy vọng là sau cái Tết này chúng ta sẽ được đi thử tuyến metro. Đây là những cây dừa kiển người ta đang sắp đặt thi công cho nó hoàn thiện thưa anh chị. Và đây là hai cái con cọp trấn yểm ngay góc cuối của phố đi bộ. Bên kia thì anh chị nhìn thấy được Sài Gòn Center, trang trí buổi tối cũng rất là đẹp. Những ngày gần đây thì em không có đi ra trung tâm vào ban đêm. Nếu ra ban đêm thì anh chị sẽ nhìn thấy cái ánh đèn lung linh, rất đẹp thưa anh chị. Và một chút nào đó những cái hình ảnh của bồn binh, bồn kèn nhìn về Hạ Viện. Đây, những cái dừa kiển ta đang câu, đang hạ, và cũng đang còn tất bật lắm anh chị. Công phu và chi phí. Trong có hai con cọp đó và những cây mai. Em sẽ đi ngược lại qua bên kia thưa anh chị. Bên này đứng được một chút xíu thôi. Người dân Sài Gòn mình thì những ngày gần đây, bắt đầu hôm nay, ngày mai, người ta sẽ đi chụp hình, vui chơi và mua sắm. Ngày mốt có thể là nhiều người, từng dòng người, người ta sẽ đổ nhau về quê, đổ xô đi về quê để ăn Tết thưa anh chị. Cách đây một vài tuần thì rất là nhiều cái điều kiện để về ăn Tết, thậm chí là cách ly này kia, xét nghiệm. Nhưng mà bây giờ thì đã thay đổi hết rồi anh chị. Các tỉnh người ta cũng bắt đầu thoáng hơn, cho nên có lẽ năm nay thì rất là nhiều người cũng sẽ đi về quê
đặc biệt là trong một cái năm mà dịch bệnh hoành hành, không có thể về thăm gia đình được đó anh chị. Những cái công tác cuối cùng để hoàn thiện cái đường Hoa Nguyễn Huệ. Và đường Hoa Nguyễn Huệ tuy năm nay là một cái năm dịch bệnh, nhưng mà năm nay chắc chắn sẽ nhộn nhịp và đẹp hơn năm ngoái. Bởi vì năm ngoái chúng ta không thể đi vào đường hoa được, chỉ đi ở ngoài hành lang như thế này và ngắm thôi. Năm nay thì sẽ được đi vào, thưa anh chị. Một vài cái hình ảnh trước cái giờ mở cửa. Mấy chục ngàn cái chậu hoa như thế này, với 80 loại hoa. Và các chị công nhân đang bắt đầu sắp xếp hoa lên xe, chở đi và ghép nó thành những cái hình. Một số anh phóng viên, các nhà đài đang còn đứng để chụp hình hai cái con cọp này. Tất nhiên em không vào được, có thẻ mới vào được. Đó, em zoom lên sát sát như vậy để anh chị thấy. Kéo đi hoa dừa. Năm nay chắc có lẽ là sẽ rất đông anh chị, nhưng mà sáng nay em đi cái hội hoa xuân công viên Tao Đàn thì thấy không có đông lắm ha, vắng vẻ. Đó, toàn cảnh để anh chị nhìn những cái dàn loa, những cái dàn đèn, những cái dàn âm thanh rất là lớn, và ngay cả hai bên đường anh chị cũng thấy được những cái cột đèn trang trí như thế này. Ngay phía trước nhà hát lớn cũng đang còn tất bật chuẩn bị cái sân khấu, thưa anh chị. Đây, một vài cái hình ảnh bên trong. Mai con cọp. Em sẽ đi qua cái hành lang bên này. Bây giờ đi đâu anh chị cũng thấy những cái hình ảnh rất là nhiều cái màu sắc, các cái công ty, các cái tập đoàn nước, nước ngọt đó, rồi người ta cũng tất bật chuẩn bị cho vừa đón Tết vừa PR marketing. Rồi bây giờ thì em mời anh chị đi thẳng tới cái khu vực trống trống phía trước để chúng ta có thể nhìn thấy được ở bên trong anh chị nha. Bắt đầu tối những cái ngày sắp tới thì những cái rào chắn này sẽ chặn lại các cái con đường, các cái nhánh đường đi vào để cho người đi bộ không có xe. Đây là đường Nguyễn Thiệp anh chị. Người ta cũng đang còn chuẩn bị công tác, chuẩn bị cho nó xong. Không những là đường hoa đâu, mà tất cả những cái hàng quán xung quanh đây cũng là cái dịp để người ta kinh doanh buôn bán anh chị. Bởi vì cái buổi tối mà mở cửa sẽ rất là nhộn nhịp và nhiều người bạn trẻ đi chơi, đi mua sắm ăn uống ở đây. Hoa không là hoa thưa anh chị. Tất nhiên rồi, rất là đẹp. Có những cây đèn ở đây buổi tối họ sẽ chiếu ngược cái ánh sáng lên trên, nhìn nó sẽ lung linh và huyền ảo hơn rất là nhiều. Dọc ở những cái bồn bên hoa nho nhỏ này thì có các cái thùng, thưa anh chị, các cái thùng này để quyên góp tiền đi chơi, bỏ tiền vào đây ủng hộ. Và dính giữa đây là con cọp, một con cọp, nhưng mà có điều nó được làm bằng những cái thanh sắt rồi dán các cái loại cỏ lên uốn lượn, nhìn rất là khó thấy tạo hình, bởi vì nó là những cái thanh sắt uốn lượn thôi, và kiến, nó kiến
dạng kiến cường lực đó anh chị. Đó. Và các anh công nhân đang trèo lên trên mấy cái cây này, chân hoa, đó, cúc mâm xôi. Đó, một vài cái hình ảnh như thế này để anh chị thấy cái công tác chuẩn bị hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn năm nay như thế nào. Chi phí chắc có thể lên tới hàng chục tỷ đồng như chơi. Và những cái hoa này thì sau khi mà xong xuôi thì cũng bỏ thôi. À, ta bắt đầu xé bao ni lông ra. À, rớt xuống, rồi. Cột lại cho nó chắc ăn nữa anh chị. Được làm bằng những cây tre, mây. À. Ngày xưa em thường hay đi đào cái rễ của cây súng rắn hoặc là cây đi kiếm cái cây mây để cái mây mà súng cái mây mà làm roi để mà đánh bò đó, đập bò đó. Cái rễ cây súng rắn cũng vậy anh chị, cực kỳ chắc và bền, thường thường là sẽ ngâm nước cho nó ngậm nước dai vót ra. Đó, những cây mây rất là lâu rồi cũng không thấy ở trong cái hội hoa xuân. Thường thường những cái năm gần đây người ta tận dụng những cái nguyên vật liệu thiên nhiên như vậy. Bên kia người ta đang truyền hoa vào, thưa anh chị. Các anh chị công nhân đang truyền hoa vào từng xe như thế. Đẹp quá anh chị ơi. Nè, sắc màu nhìn rất là đẹp. Mấy hôm trước thì con cọp, thấy con cọp nhiều rồi ha. Hôm nay thì em mời anh chị ngắm hoa thôi. Con cọp để tối ngày mai. Đó. Các bạn trẻ bây giờ có thể đi dạo, đi chơi đó ở đây được rồi. Tối thì nó lên đèn ở những cái cột này, những cái cây này rất là đẹp anh chị, nó đều có đèn treo lủng lẳng hết á. Hôm nay được nhìn thấy tòa nhà Bitexco anh chị ha, cao quá trời. Để xem có cái lối nào đi qua bên kia hay không. Em muốn đi qua bên kia để cập nhật một vài cái hình ảnh bên cái lối bên kia để anh chị nhìn cho nó trọn vẹn cái con đường hoa Nguyễn Huệ này. Ngày hôm nay ngày cuối cùng tất bật chuẩn bị rồi, ở đây thì có lối đi qua đây anh chị, và những cái tập đoàn Coca Cola đó. Con đường này là con đường Mạc Thị Bưởi, ngày xưa là Nguyễn Văn Thinh cũng trang trí một vài cái hình ảnh như thế này. Lễ hội đường sách thưa anh chị. Đèn, hoa. Đó, lễ hội đường sách. Năm ngoái ở đây có một cái toa metro to ơi là to trên hình giữa đường. Năm nay thì không còn cái toa metro nữa. Mà thật sự ra thì nó cũng chưa có đi vào hoạt động. Các cái bao lì xì được gắn lên, nhìn nó có không khí anh chị ha. Và ở đây bắt đầu người ta sẽ trưng bày sách theo những cái kệ sách như thế này. Nhà sách Phương Nam. Có anh kia đang mang khẩu trang nhưng mà anh mang ở trên trán anh chị. Mang trên trán. Chắc sợ người ta quánh. Rồi bây giờ em sẽ đi qua đường. Đi qua bên kia của phố đi bộ. Bên kia của đường hoa. Có con đường cắt ngang đó anh chị. Coca Cola. Đang tranh thủ. Chỉ còn có một ngày mai nữa thôi.
một ngày mai nữa là xong rồi, mang kỳ diệu về nhà, có những canh én. Từ ngày 28 tháng 1, tức là ngày mai rồi đó anh chị. Hôm nay là 28 tháng 1 rồi, đến 4 tháng 2, biết đâu tối nay ở đây người ta đã mở gian hàng rồi. Và ở đây là những cái hình ảnh bên trong đường hoa. Ở dưới anh chị thấy không, hoa, những cái chậu hoa nhỏ nhỏ như thế này nó đẹp. Có những cái tiểu cảnh này anh chị. Đây là Sài Gòn Tourist. Dính giữa đây thì có một cái con này, thật sự ra em thấy không giống con cọp lắm, giống con chuột hơn. Đây anh chị, họa. Ở trên cái vàng sắt có treo những cái giấy kiến ha, lấp lánh đó. Những cái gian hàng. Ở đây là ở bên dưới này là cái nước nhặt nước này anh chị, nhưng mà bây giờ thì người ta không có để nhặt nước. Ở bên trên người ta gắn cái dàn sắt này theo cái hình thù ở phía dưới, giống như hình ngôi sao vậy đó. Kỳ công rất. Và ở đây là những cái cái kiosk này em không biết để làm gì. Ở đây là có những cái bảng đèn led này anh chị, đúng không? Người ta sẽ chạy chữ như thế nào đó ở trên. Bắt đầu là những người khách, người ta cũng đã muốn vào rồi đó anh chị. Ở phía bên trong thì có cái đoàn tham quan. Đây. Đây, con cọp này là to nhất nè, nặng nhất nè. Nằm ở đầu ngay chỗ bến Bạch Đằng thưa anh chị. Và bên này là tòa nhà Sun World Tower. Và người ta cũng có trang trí mấy con cọp luôn. Em mời anh chị đi qua đường. Đây, đứng ở đây thì anh chị sẽ được nhìn thấy chính giữa tòa nhà. Ban đêm thì thật sự nó sẽ lung linh hơn rất là nhiều, thưa anh chị. Bên kia thì có hình con cọp. Con cọp bên kia nhìn cũng hiền thôi, chắc là nó ăn chay. Và những cái đầu lân. Em đi lên lối đi bộ bên kia. Để anh chị cũng sẵn, anh chị cập nhật một vài cái hình ảnh tất bật trước cái giờ mở cửa thưa anh chị. Hoa, rất là nhiều hoa. Đường hoa mà, đường hoa thì chỉ có hoa thôi anh chị. Chỗ kia có cây gì giống cây mướp hay là cây cổ hoa đó, cái vàng đó đó anh chị. Không còn nhiều thời gian, tất bật công việc. Em đi qua đường. Đây có cái lối đi bộ này anh chị nè. Em đi qua đường để cập nhật, quay phim một tí ở ngay cái chỗ, ngay cái chỗ cái con cọp mà nó ăn chay đó anh chị. Đây là con đường Huỳnh Thúc Kháng anh chị ha. Đi bộ thì anh chị đi ra được ngay Lê Lợi Bùng Binh, công trường Quách Thị Trang, ngay chợ Bến Thành. Chụp hình, quay phim. Đây có hai con lân. Anh chị trước tòa nhà Sun World. Treo những cái bao lì xì và những cái câu chúc năm mới. Dưa hấu, bánh tét.
Và ở đây con cọp này hiền khô đó anh chị, nhìn hiền đó. Đây, đây là con cọp mà em nghĩ là nó ăn chay. Anh chị thấy nó hiền không? Trang trí cũng rất là công phu, hình như nó bằng xốp anh chị, có lẽ là như thế. Em thấy mấy cục đá này cũng giống như xốp, chắc là không có đụng vô được. Nếu mà đụng thì đụng một chút xíu, để em coi thử nè. Đây nè anh chị, những cây tre. Không dám bấm, bấm nó lún một cái là người ta la mình chết. Bây giờ thì em đi thẳng lên hướng bến Bạch Đằng. Thì anh chị, bến Bạch Đằng ngày hôm nay thì được mở cửa ra để người dân tham quan rồi. Nhưng mà chỉ có buổi tối và xế chiều thôi, hoặc là sáng sớm. Chứ những cái lúc mà bình thường thì nắng lắm, tại vì nó rất là ít cây, hoặc là những cây rất là nhỏ đang trồng, mới trồng. Trời ơi, hú hồn. Bên kia thì em mời anh chị đi qua đường. Đây anh chị ha, những cái này là gốc xả. Lồng đèn treo và những cái lứa, rồi các cái chậu. Em đi qua đường, qua đường đi lối bên kia, tại bên này có cái rào không mà nhìn không có thấy cái gì vui hết. Những cái cửa hàng ở đây bây giờ bắt đầu rục rịch mở cửa trở lại và làm ăn khấm khá hơn. Còn mà những cái tháng trước thì mệt mỏi quá trời mệt mỏi anh chị. Quán cà phê. Bây giờ các bạn học sinh, sinh viên cũng nghỉ rồi, bắt đầu đi chơi được rồi, ăn uống cà phê. Em một vài cái hình ảnh ở bên kia. Chum chậu, nghệ nhân làm ra những cái sản phẩm này cũng đẹp ghê anh chị ha. Lúa. Đó. Tất bật hoàn thiện cho nó xong. Cây lúa đây. Đây anh chị, lúa ngày hôm nay cũng có giá lắm anh chị nha. Mới vừa nhổ lên luôn, còn bùn đất luôn. Kéo vào. Có cây chuối ở trong nữa anh chị. Rồi em đi lên phía trên này. Ở đây quán, quán ăn, quán cà phê. Sáng ngày mà cũng dàn đèn đẹp quá. Khách sạn. Khách sạn vắng quá anh chị ha. Khách sạn ở những cái phố này bây giờ vắng tanh. Noel ở đây người ta trang trí cũng rất là đẹp anh chị. Rồi em sẽ đi thẳng tới
bến Bạch Đằng. Hải túc túc mừng xuân Nhâm Dần, những cái hình ảnh rất là buồn cho một năm cũ. Nhưng mà thôi, bây giờ thì chúng ta hướng tới năm mới sống chung với Covid rồi. Ở đây là con đường gì em chưa thấy, Ngô Đức Tế thưa anh chị. Ở đây là cái kho bạc này. Đây một chút những cái hình ảnh về các cái mệt Đây là những cái thanh sắt lợi cột, cái dây cáp vô anh chị, cáp cấp dù, dây dù á, các cái chai nè, để ngược lên nhìn cũng ngộ nghĩnh ghê anh chị. Không biết trên các cái mệt này người ta có trang trí cái gì hay không. Cái kho bạc này ngày xưa là tổng nha ngân khố thời Việt Nam Cộng Hòa thưa anh chị. Chà, cái máy của em sắp hết pin rồi. Một vài cái hình ảnh ở bên trong cái đường hoa, công tác cuối cùng. Rồi em mời anh chị đi cùng với em lên hướng bến Bạch Đằng. Cái kiến trúc của tòa nhà này rất là đẹp anh chị, kho bạc nhà nước ngày hôm nay. Mười chín giờ ngày 3 tháng 2 có chương trình biểu diễn nghệ thuật khu vực phía trước nhà hát mùng 3 Tết anh chị. Đó, mùng 3 Tết là có ha, lúc 7 giờ tối. Và em mình đang mời anh chị đi hướng lên bến Bạch Đằng. Cuối năm rồi, hôm nay các ngân hàng, các công ty người ta cũng bắt đầu nghỉ hết anh chị. Đây, ở trên này có những cánh diều trên cái mái vòm, rất là kỳ công đó anh chị. Và con cọp ngay chính giữa đây, có chum có chậu ngay chỗ này rất là lớn, những cái chum cái chậu lớn lắm. Đây anh chị, người ta đang trang trí cho cái con cọp đó. Đây. Nó được ốp các cái viên sỏi. Rồi em đi lên phía trên này để nhìn xuống là chắc chắn là anh chị sẽ nhìn rõ hơn. Con đường phía trước là Tôn Đức Thắng ngày hôm nay, bến Bạch Đằng năm xưa. Bên tay phải anh chị sẽ đi về cầu Khánh Hội thưa anh chị. Tối thì ngay vị trí này xe không vào được ha, bên này xe không vào được. Đây là những cái cây có gắn các cái chậu, chắc là người ta cũng sẽ trưng cái bông lên. Mời anh chị nhìn một tí ra bến Bạch Đằng. Bây giờ thì
nó rất là thoáng anh chị, bởi vì không còn cây. Như anh chị cũng thấy là không có ai đi chơi giờ này ở ngoài đó hết, tại nó nắng. Tới tối hoặc là sáng sớm thôi là không còn những cái bụi hẹn hò ở đây nữa đâu anh chị. Giờ khó lắm, tại vì hết cây rồi, không có cái lùm nào để núp. Vị trí này có cái bạn là chúc mừng năm mới 2022, hoa, các loại hoa, đường hoa. Đây, hướng này anh chị nhìn thấy bên trong rõ hơn nè. Người ta cũng đang còn tất bật để làm cái con cọp đó cho nó xong anh chị. À, bây giờ thì người ta chắn lại hết, không có cho xe vào cái đoạn này. Giờ nhìn nó thanh thang, thấy không anh chị? Rất là thanh thang. À, bây giờ là 2 giờ 30 phút rồi. Chà, chiều rồi anh chị. Thôi thì cái vị trí này em cũng chuẩn bị tạm dừng các clip của mình. Lúc này chưa đi bên này, giờ em đi xuống một tí. Anh chị cũng có thể nhìn một vài cái hình ảnh người ta đang tô bôi phấn tét son cho con cọp. Anh chị à, xịt cho nó bóng lên. Ai có giọng cười ghê quá vậy. Hồi xưa là cách đây khoảng chục năm á, đúng không? Chục năm lúc mà ra đảo của rồi đi theo hướng này thì em đi xuống những cái kiosk của các cái tập đoàn người ta trang trí để người ta PR cho sản phẩm và có thể là một số cái khuyến mại trò chơi tặng phẩm nào đó. Đường hoa huyện Huệ sắp mở cửa rồi anh chị. Và đây là cũng là cái khu vực mà nhiều người chờ đợi nhất. Xét về cái quy mô thì đây là cái nơi lớn nhất của Sài Gòn trong mỗi cái dịp Tết. Đây là con đường Ngô Đức Kế, cũng là con đường sắt. À, một vài cái hình ảnh. Cây mai, nhìn rất là rực rỡ. Con Grab năm nay cũng là một cái gian hàng ở đây. Tất bật hoàn thiện. Đây, một vài cái hình ảnh ở cái kiosk này. Công ty cổ phần Thư Pháp Việt. Đường sách của nhà sách Phương Nam Đức. Và cái vị trí này thì chắc là em cũng xin được tạm dừng các clip, một vài cái hình ảnh trước cái giờ mở cửa của đường hoa huyện Huệ gửi đến cô bác anh chị. Và một lần nữa xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn luôn bình an, thật nhiều sức khỏe và có một năm mới sắp tới thật là an vui, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.